Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Và trước mặt các em là những charm slime rất là dễ thương. Và đây là những mẫu charm mới nhất có mặt tại shop của chị Chim Xinh. Ở đây có rất là nhiều những cái mẫu charm slime về bánh ngọt nè, gấu trúc, Hello Kitty, ngôi nhà, kẹo ô, rất là nhiều. Tiếp theo đây chị Chim Xinh sẽ giới thiệu từng cái loại charm slime cho các bạn nhỏ coi nhé. Một mẫu đầu tiên, mẫu ông già. Tiếp theo là mẫu bà già nha. Hai mẫu này là mẫu mới nhất nè. Rồi charm ngôi nhà. Charm ngôi nhà của chúng ta có 3 màu: màu hồng, màu xanh da trời và màu vàng. Charm ngôi nhà này khá là bự nha. Ok, và đây là charm gấu trúc. Xinh nhỉ. Wow, có một cái charm rất đặc biệt đây. Charm kỳ lân unicorn. Đẹp lắm nha các em. Charm này là rất là hiếm luôn, cả một bộ sưu tập charm này nhưng mà chỉ có đúng duy nhất một mẫu thôi. Charm bánh dâu. Charm mặt chuột có màu xanh lá mạ và màu xanh da trời. Charm quả bóng. Charm mặt gấu. Charm kẹo ngọt dạng que, que sắn này. Charm bánh ngọt. Rất là nhiều mẫu slime đúng không? Mẫu charm slime đúng không các em? Rồi, giờ là thêm một mẫu tiếp theo nhé. Charm bình sữa. Rất dễ thương. Charm kẹo ngọt màu hồng. Charm bánh mặt gấu bị cắn mất một nửa. Charm bánh ngọt sô-cô-la và có một quả dâu ở trên. Còn có thêm một loại charm bánh ngọt. Đây, loại charm bánh ngọt này tổng cộng chúng ta có 3 màu, 4 màu. Chị sẽ giới thiệu luôn một lần như vậy cho dễ ha. Màu vàng, màu cam nhạt, màu đen và màu trắng. Charm bánh ngọt. Các em thích nhất là cái charm nào bình chọn thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Chúng ta cùng nhau chọn ra một loại charm đẹp nhất. Đây là charm donut. Bánh donut. Charm bánh khúc cây có 2 màu. Charm bánh khúc cây có 2 màu, màu trắng và màu hồng. Ở trên có những cái hạt seri nhỏ nhỏ. Charm mặt mèo. Charm nơ. Charm nơ bự có 2 màu luôn nha. Rất là xinh. Rồi charm bánh bự. Charm bánh bự có 2 kiểu. Một là kiểu tròn màu vàng, cái bánh rất là bự. Hai là kiểu trái tim màu tím, có kẹp kem ở giữa ha. Charm ly cà phê. Charm này rất là độc nè. Cái loại charm nào mà độc đáo là chị nói cho các em biết luôn. Charm cà rốt. Charm cà rốt này là cà rốt loại bự nha các em. Charm ớt khổng lồ. Charm theo bự gần hết cái lòng bàn tay của chị Chim Xinh luôn. Charm cà chua. Trái cà chua này cũng rất bự. tram cà chua khổng lồ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem những mẫu tram Hello Kitty. Tram Hello Kitty trái tim. Tram Hello Kitty trái dâu nè. Tram Hello Kitty mặc váy đầm. Tram Hello Kitty và nốt nhạc. Tram Hello Kitty mặc đồ Nhật Bản. Các em biết không, nãy giờ mà chị Chim Xinh mới chỉ giới thiệu có một phần tram thôi đó. Tức là còn rất là nhiều loại nữa. Đây. Tram nơ vàng hồng nhé. Tram bánh. Bánh mì in hình Hello Kitty. Đây là tram thỏ mặt lợn. Đây là tram kẹp Ampelipe có 3 màu. Màu đỏ, màu vàng và màu tím. Đỏ trắng, vàng trắng và tím trắng. Kẹo Ampelipe. Tiếp theo là tram kem. Kem ốc quế. Cũng có 3 màu luôn. Màu hồng, màu trắng, trắng nơ xanh và trắng nơ vàng. Quá xinh. Những cái tram này quá xinh, nếu mà gắn vô slime là chị đảm bảo là đỉnh của đỉnh luôn á các em. Không ai có đâu. Rồi. Tram bánh dâu đã giới thiệu như ở lúc đầu rồi. Bây giờ là đến những tram que kẹo siêu xinh luôn nha. Wow, các em nhìn nè, tram que kẹo ngọt. Chúng ta có 3 màu, màu hồng, màu xanh da trời và màu đỏ. Đây là kẹo ngọt dạng nhỏ, có cài nơ nhé. Lát nữa sẽ còn tram mà kẹo ngọt lớn, xoắn vòng, cầu vòng. Thật là to luôn. Ok, tiếp theo là tram trái tim. Tram kẹo M&M kim tuyến. Tram nơ 3 lớp, 2 lớp. Một lớp cam nhạt ở trên và lớp ở dưới là màu vàng. Tram bánh sinh nhật loại nhỏ. Đây là tram quả dâu. Tram sao biển màu tím. Tram mũ màu xanh. Rồi một loại tram rất là đặc biệt chị sẽ giới thiệu đây. Đây là tram giỏ mèo. Một cái rổ đựng ở bên trong là một con mèo rất là dễ thương nè. Màu xanh. Con mèo ở trong đang há miệng ra luôn. Quá đẹp. Tram này mà bỏ vô slime mà đem đi tặng thì gọi là đỉnh của đỉnh luôn đó các em. Đây là tram kẹo mút dạng que. Chúng ta có 3 màu ở đây. Màu hồng, màu tím và màu xanh lá cây. Tiếp theo sẽ là một trong những loại tram được rất là nhiều các bạn nhỏ yêu thích. Tram kẹo mút nè, xoắn nóc ha. Và chúng ta có 4 màu ở đây. Màu vàng, xanh, hồng. Nhiều màu, trắng và hồng thôi. Và nhiều màu nhưng mà màu sáng. Bên này màu tối và bên này màu sáng. Đây là loại kẹo rất là lớn ha. Nó chiếm bằng một nửa cái lòng bàn tay của chị Chim Xinh nè. Đây là một loại tram lớn. Gắn vô trong slime là tuyệt đẹp luôn á các em. Riêng cái này nó còn có cái nơ nè. Quá xinh phải không nào. Và các bạn nhỏ của mình đã chọn ra được cái tram nào mà mình yêu thích nhất chưa? Nãy giờ thì chị Chim Xinh đã cảm giác là mình thích nhất cái giỏ mèo này, với lại ông bà già, với lại ngôi nhà, với lại kẹo. Ôi sao chị thích nhiều thế nhỉ? Thôi không nói chuyện phim nữa, tiếp theo là cham nước ngọt, cham lon nước ngọt Sprite. Cham ngựa nè, ngựa một sừng ha. Và cham ngựa một sừng này có hai màu, một là màu hồng và hai là màu xanh. Rất là xinh ha. Con ngựa này cực kỳ hot luôn. Cham ngựa này rất hot ha. Mua chậm là hết hàng, rất là nhanh hết hàng. Thêm một mẫu cham ngựa một sừng nè. Rồi còn nhiều mẫu lắm, các em cứ từ từ nha. Đây ngựa một sừng thêm một mẫu nữa. Mẫu này là một trong những mẫu bán rất là chạy tại shop của chị nè. Rồi đây thêm một mẫu ngựa một sừng nữa. Đây nữa. Wow, vậy là chúng ta đã có rất là nhiều những cái mẫu cham ngựa một sừng ha. Bạn nào yêu thích cái loại ngựa một sừng này thì đừng có bỏ qua bộ sưu tập cham này, rất là đẹp. Nhân vật hot của chúng ta đây, cham cá. Cham cá này siêu dễ thương luôn các em. Trời ơi, nhìn đây nè. Nhìn những con cá này nè, quá xinh. Cá gì mà mắt vừa to nữa chứ, người thì mập ú. Có 4 màu, đỏ, tím, cam và đỏ cam. Đẹp lắm nha, và nó cũng rất là bự. Nó thuộc dòng cham bự. Cuối cùng trong bộ sưu tập cham slam ngày hôm nay đó chính là một cái xô đựng cá và có con cá ở trong. Xô đựng cá này có chữ fish và bên trong có một chú cá màu xanh nè. Rất đẹp ha. Ok, vậy là chúng ta đã xem hết tất cả các slam rồi, cham slam rồi. Rất là đẹp. Các bạn nhỏ của chị thấy cái mẫu cham nào đẹp nhất, bình luận ngay ở bên dưới video này nhé. Các em thấy bộ sưu tập cham của chị Chim Xinh có khủng khiếp không? Có đã quá không? Rất là tuyệt phải không nào? Những cái cham này thì rất là dễ mua. Các em có thể đến các nhà sách, siêu thị, các cửa hàng bán slam thì đều có bán cham này ha. Chị không biết có bán giống y chang hay không, nhưng mà cham để làm slam thì các cửa hàng bán rất là nhiều. Nếu mà các em muốn mua đúng những cái mẫu mà chị Chim Xinh mới giới thiệu thì có thể gọi điện thoại tới số 0979 086789 nha. Đây không phải là số điện thoại chị Chim Xinh nhé, lưu ý dùm chị, không phải số điện thoại của chị Chim Xinh mà là số của cửa hàng bán đồ chơi. Trong các mẫu cham này thì chị Chim Xinh thích nhất mẫu cá, mẫu ông bà, mẫu kẹo mút. Còn các em thích mẫu cham nào nhất? Để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.